Xin kính chào quý bà con. Thưa quý bà con, giám mục Thái cập nhật ngày 1/9/2024. Giám mục đi ngang tại khu vực Tiền Giang, mức nhất 40, mức nhì 23, kem nhất 30, kem nhì 20, kem 3 11 và mức trọ 5.000. Tại khu vực Đồng Tháp, An Giang và Long An, mức nhất 39, mức nhì 22, kem nhất 29, kem nhì 19, kem 3 là 10.000, mức trọ là 4.000. Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Kiên Giang, mít nhất 38, mít nhì 21, kem nhất 28, kem nhì 18, kem 3 là 9.000, mít chợ là 4.000. Khu vực Vĩnh Long và Trà Vinh, mít nhất 38, mít nhì 21, kem nhất 28, kem nhì 18, kem 3 là 9.000, mít chợ là 4.000 đồng. Tại Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Thuận, mít nhất 28.000, mít nhì 14.000 và mít chợ 4.000. Tây Ninh, Bình Phước, Bình Dương, mít nhất 29.000, mít nhì